Nam Em song lưng ngập trong núi hoa quà của người hâm mộ. Buổi biểu diễn của Nam Em và song lưng mừng giao thừa đã bắt đầu rồi các bạn ơi. Trên nông trại làm đẹp Đà Lạt của song lưng, khi vừa bắt đầu buổi âm nhạc chừng 15 phút thì Nam Em và song lưng rất bất ngờ vì khán giả ùa lên tặng rất nhiều quà, hoa và lì xì cho Nam Em. Đặc biệt là có những khán giả ở xa tận bên Mỹ cũng gửi lì xì, gửi hoa, gửi quà cho song lưng và Nam Em. Đầu tiên là hai vị khán giả lớn tuổi tặng cho Nam Em và song lưng mỗi người một bó hoa thật lớn. Đặc biệt bó hoa này để được rất là lâu vì nó được làm bằng tiền, rất nhiều tiền mặt. Và sau đó là tấp nập, khán giả lê ồ ạt lên sân khấu tặng, nào là quà, nào là hoa, hoa tươi cũng có, hoa tiền cũng rất nhiều, nào là lì xì, tất cả đều dành tình cảm cho như ngày hôm nay Nam Em song lưng. Các bạn ơi, chưa bao giờ Nam Em và song lưng lại nhận được nhiều sự yêu thích và hâm mộ đối với khán giả như vậy. Trên cái lạnh mùa đông, đêm nay là đêm giao thừa, Nam Em nói cô sẽ hát tới sáng. Khán giả ở lại bao lâu, Nam Em và song lưng sẽ hát bấy lâu. Nam Em đã chuẩn bị sẵn một lít nhạc thật dài, và song lưng cũng vậy, chuẩn bị mở cửa sáng đêm để cùng mọi người đón giao thừa, xem pháo bông và nghe nhạc. Các bạn ơi, song quà và hoa, Nam Em và song lưng tiếp tục hát. Chưa được bao lâu, lại một lần nữa khán giả ập lên tặng lì xì. Thật sự đối với những người nghệ sĩ như Nam Em và song lưng, tất cả những món quà mà khán giả tặng, dù là giá trị vật chất hay tinh thần cũng đều quý giá. Các bạn hãy luôn ủng hộ cặp đôi Nam Em và song lưng để cả hai có thêm những buổi biểu diễn nữa phục vụ cho khán giả nha. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới.